YouTube vẫn khẳng định được vị thế của mình. Các nhà sáng tạo nội dung vẫn không ngừng nỗ lực để tạo ra những sản phẩm mới. Nhằm vinh danh các nhà sáng tạo nội dung và video đã được tạo xu hướng mới thì thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng trong năm vừa qua. Mới đây, YouTube đã công bố danh sách YouTube nổi bật năm 2021. Trong danh sách top 10 MV nổi bật nhất năm 2021, YouTube Sơn Tùng MTP với muộn rồi mà sao còn không gặp bất kỳ khó khăn gì để vươn lên vị trí cao nhất. Và đây cũng là sản phẩm âm nhạc chính thức duy nhất của Sơn Tùng trong năm qua. Xếp ở vị trí thứ hai không ai khác ngoài Đen Vô với bản hit Trốn Tìm, gây ấn tượng mạnh về hình ảnh lẫn phần âm nhạc kết hợp với MTV Band. MV Lay La Lay của Jack xếp ở vị trí thứ ba. Bản xếp hạng năm nay còn ghi nhận Hậu Hoàng là nhà sáng tạo đầu tiên ghi tên mình trong cả ba hạng mục chính của danh sách YouTube nổi bật thường niên.